Dạ, con chào ông bà cô chú anh chị đến với cơm máy lá quê. Chào cả nhà. Hay thì sáng mình có đi chợ sớm á cả nhà. Mình mua được một mớ cá rô đồng cả nhà. Dạ. Cá rô đồng mà nó cũng không mấy nữa, nên con bự con nhỏ mình đi sớm mới còn nè, chứ đi trễ là không có cá đó đâu. Dạ. Giờ cá đồng nó hiếm dữ lắm. Thì sáng ông xã cũng qua vườn đi tứ vườn á, hái được một mớ rau chai này, mà đều rau chai này là màu rau chai nó mọc với cặp mé kênh đó cả nhà, nên mới bự vậy nè. Dạ. Chứ còn nếu mà rau chai nó mọc ở trên đất khô mình nó lên vườn á thì cộng chút chút không à. Này mình hái để mình nấu canh. Dạ. Canh dậu muối. Còn cá rô đó thì mình mần sạch cái mình kho tương hột rồi cả nhà. Kho tương hột thì cũng có mình có tương hột đây với xài sống. Xài sống mình bằm. Ăn chấm với tương hột đó với lát ông xã hái thêm một mớ rau vườn nữa. Sáng giờ thì mình bữa cũng chưa rồi nữa cả nhà. Hôm nay bữa mấy buổi rồi mà chưa xong luôn đó. Mẹ con bữa củi không là khoảng 3 bữa nữa cả nhà. Cả nhà có thấy đống củi nãy con lúc nãy con quay á, là mẹ con bữa liên tục mấy ngày liền luôn á. Chưa xong nữa. Dạ. Cái này cả ngày nữa mới rồi á. Mày vô đang nấu cơm trưa ăn. Mẹ con gái nó đi học thì để kịp để thôi đói bụng. Lúc trước á ở dưới quê con á mình đi khoảng 7 giờ vẫn còn cá đồng nha cả nhà. Mà bây giờ thì không biết sao cá đồng bây giờ nó hiếm, mà kiểu như là mình phải đi sớm. Bây giờ khoảng 6 giờ mình đi sớm thì sẽ còn cá ngon với cá đồng, mình dễ lựa hơn. Cái này làm như hết mùa nước á nên không có cá đồng nhiều á con. Dạ. Ơi chứ có mùa nước á thì cá đồng nhiều, mình đi trễ cũng còn cá, còn giờ đi trễ là không có cá mà ăn luôn. Cũng còn nhưng mà kiểu như là người ta lựa hết rồi, lại phần cũng ít nó hiếm lắm. Dạ. Cho cái cọng rau nó bằng gần bằng ngón tay út luôn, nó mọc cái cặp mé mương mé sông á nên nó mới to dữ vậy nè. Dạ. Cỏ trên nó cộng chút bằng nhỏ xíu không à, ở trên giường trên mương trên đất khô á, giường là cộng chút không. Đậu đồng này thì nhiều trái nhiều quá ăn không hết cho nên nó già dữ lắm, nó mau già lắm. Bây giờ mình bẻ mấy trái non mình ăn thôi. Đậu gọng này có mấy thì trái nó khô luôn á cha. Ừ, thường thường đậu gọng ăn ngon mới ngon. Dạ. Già quá ăn đâu có ngon, nó dai. Ừ, nhưng mà đậu gọng này nó bò dữ lắm nha. Dạ. Bẻ lửa bẻ mấy trái non già quá ăn không kịp, nó già. Con nhớ lúc trước nhà mình mỗi lần kho cá kho của hai kho quẹt vậy cha, bẻ mấy trái đậu gồng này vô chấm thì ngon hết sảy luôn. Đậu gồng này người ta đâu có bẻ, người ta chấm để nguyên trái người ta ăn cái người ta. Dạ. Nó ngọt, chấm quẹt vô các kho cái là ngon lắm. Trong đậu gồng này thì mình chỉ cần ương hột thôi nha cả nhà. À, ương hột mấy hộp khô này nè, mấy hộp khô này mình cũng có thể trồng được nữa. Trồng một năm là ăn hoài luôn, cái gốc nó chết rồi qua năm sau ngay chỗ đó vẫn lên nữa. Dạ. Cho nên nó sống dài lắm. Này thì chưa được già lắm, cái này bẻ lại ít trái vô ăn, nếu mà chặt xuống thì nó để ít ngày cho nó chín. Dạ. Cho nên để về lãi ăn lại ra cả tháng trời cũng được nữa. Dạ. Này cả tháng nữa nó mới già. Ở dưới quê con thì thường thường á, thường là mình ra tới tận cây chuối mình bẻ xuống mình ăn nghe cả nhà, chứ mình không có đốn nguyên buồn. Để gì ra lãi ăn kiếp gần. Dạ. Hết là tới trên trên là hết là chặt xuống luôn. Dạ. Rồi vậy là bốn trái này là ăn đủ với mấy giò kia rồi. Dạ. Trái mới là nhiều lắm. Dạ. Cha bẻ thêm ít cẩm tay tượng nữa. Nãy giờ mình làm sạch rồi nè cả nhà, giờ mình sẽ ướp cái tương rồi vô, giờ mình cho củ hành với tí xíu ớt.
cho một ít đường nha. Cũng được rồi. Giờ mình cho tương hột vô cái nè. Mẹ đoán coi nhiêu đây là mặn hay ngọt? Nhiều không mẹ? Nhiều lắm luôn á. Không, hết đi, con thấy hết luôn mới ngon đó. Dừa, con thấy hết luôn mới dừa. Má còn chấm rau rồi ăn nữa. Dạ. Bên đây cho có chuối nè, mình sẽ có hái đậu rồng, tai tượng, nhiều loại rau lắm, bởi vì mình phải nấu cho nhiều. Hôm nay rau quá chừng. Dạ. 2-3-4 cái rau đi. Rồi mình ướp để đây tí xíu nữa, khoảng 10 phút mình ướp mình để đây rồi. Dạ. Đi đập rau chai, đập ra cả nhà, tại cộng rau chai nó quá to luôn. Rau chai mẹ dưới mương á nó bự lắm, còn trên bờ cộng chút chút không à, ở dưới sông cộng nó đủ nước á. Dạ. Cộng rau chai bự cho nên là ăn là phải đập dập khúc dưới gốc để cho nó mềm, còn rau chai ở trên bờ thì khỏi đập. Dạ. Chỉ rửa sơ là nấu là mềm. Công nhận cộng rau chai này phải gấp 2 hoặc cái gấp 3 cộng rau chai trên bờ. Đây nè, anh lên lấy mấy cái đọt nè, cái chụm. Dạ. Cái đầu này lại ăn mà đập đó nè. Dạ, đập lên đây cái nó kêu ầm ầm quá. Không đó. Sao nó khô quá anh ơi. Lại đi, đập lại đi. Mà đập cho nó dập dập vậy nè cả nhà. Dạ. Nấu canh nó ngọt lắm. Cho nó dập dập đi. Hết sức cái cọng nó to luôn hả. Đập cái đầu coi, mình đập cái đầu bự đó. Hôm nay nhà mình ăn toàn là những món canh mát không à. Nè cải trời nè, rồi rau má nè. Hôm nay thì mình đổi qua thêm được món nữa rồi cơm chay. Ăn rất là mát nha cả nhà. Cái cho nó chăm thì nảy vô cái chanh. Dạ. Cho nó bắp chuối nó đừng có đen. Cho nảy vô nó tí chanh rồi. Nồi cơm củi chất lượng. Bên nhà cậu Tám á, không về bên cậu Tám á, cậu nói là hồi nào giờ là không có áo cơm điện nha, toàn ăn. Dạ. Cơm củi, ổng nó cơm điện ăn cơm nó không có ngon, nó cơm củi ăn không luôn vậy đó. Nhà cậu Tám có hai cái cơm điện mà không có ăn luôn, không có nấu luôn. Dạ. Để trong tủ mấy cả chục năm rồi còn mới chát luôn. Ăn cơm củi nó ngon hơn ngon. Mà hạt gạo nó không có bị mà kiểu như nó bị này nó củ tơi. Dạ. Nó xốp hơn. Có cám luôn cả nhà. Con cá dồ qua cá dồ đéo nó làm hụt dưới kìa. Dạ. Bây giờ mình ướp cá được 10 phút rồi đó nè. Giờ mình. Dạ. cho nó thấm. Con cá này không phải là con cá nuôi, cái ruột của nó có chút xíu à, ngon lắm, cá đồng. Nãy mẹ sợ tưởng đâu con cá. Ừ. Ấy không phải. Dạ. Tại vì con cá nuôi nó khác cả nhà, cá nuôi là cái ruột của nó lúc nào cũng mở nhiều lắm, con cá này không có mở luôn. Cái này cho nó săn rồi cái cá rồi mình mới chế nước lọc vô cả nhà. Yeah. Cho săn cá lên đi rồi mới chế nước lọc. Mình sau rồi cả nhà, giờ mình cho gia vị vô mình nấu canh. Đi vô một muỗng đường. Muối, hạt nêm. Hôm nay mình nấu canh chua cha, nấu canh chay nên mình nêm hạt nêm. Mà không có cá, không có thịt, không có tép gì chứ. Dạ. Nấu canh chay. Bây giờ mình bỏ rau vô luôn. Chay thì trong chay này có hậu ngọt rồi, bởi vậy mình bỏ đâu còn phải cần sườn non hay cái gì đang bỏ vô cho ngọt nước đâu. Cũng dạ. Có tép rong á. Tép rong ngon.
chín luôn rồi đây. Quá hồng nha. Đây hả với ớt. Rồi sao? Sao? Dạ, con mời cả nhà dùng cơm với gia đình con. Mời cả nhà. Dạ, con mời ông bà, cô chú, anh chị. Tới không? Gái nhóc ra, tới không? Tới. Thôi tương hộp, phải ăn tương hộp chứ. Cá này như con này có trứng nè. Dạ. Ngon mà. Cái lòng nó béo. Đó. Nghĩ ăn thử đi, ăn thử đậu gồng đi. Chín miệng đi cha. Gái ăn đậu gồng nha, mẹ lấy cho nè. Nè. Đậu gồng quá bé. Đậu gồng em bé nè. Ăn thử đi, ngon lắm á. Ăn là luộc cơm vô. Nó hơi ngọt ngọt. Ăn được không? Ăn được không? Được không? Bắp chuối này thì hồi nãy cha con đã trộn gỏi nha cả nhà. Có được cái trứng này ha. Dạ. Sao lúc này cá mà có trứng anh? Cá đi đẻ. Cá đi đẻ là trừng xương. Dạ, cá gồ xương, cá gồ xương dữ lắm đó. Cá gồ nó bé ăn mặt ghê luôn. Cá, trứng cá nó béo. Chứ cái cá rô đồng hiếm nữa. Hiếm, hết lắm rồi. Để ăn rau chay cho được không con? Ngon lắm, không có mùi gì chứ. Ăn này mát lắm nè. Ớt này không cay, cha cứ thoải mái đi. Cặp lại mình dạ. Nó hơi nồng thôi. Rau chay này hồi đó cha thường ăn lắm, mà ăn rau chay trên bờ á, ăn để lá hết luôn, rồi trước khi nấu canh phải giò lá cho nó dập hết rồi mới nấu. Dạ. Còn mấy cọng này là quá bự rồi. Ừ. Rau chay này giống như kiểu rau chay nước rồi. Nó giống như nước cặp mấy mương á. Nó đầy đủ nước nên nó bự đó. Còn trên bờ thì nó cọng nhỏ nhỏ này. Rau chay này có vị thuốc. Có hình như là như bên lứa ấy đồ đó, nổi mặn ấy đồ á.
nó không có thịt chân ngọt quá. Ăn thử đi. Không có thịt, không có té gì hết. Chưa là nó không giảm muối mà. Tương khột thấm vô cá ngon. Bởi vì nó ướp trước hết cha. Ngon lắm ý. Dạ. Ăn thử mấy cái lại đi, không sao chứ không có đắng không gì chứ. Hồi xưa thì thường ăn với dễ ăn hơn xưa ha. Chưa ít có rau gì á, chứ đầu toàn lại ra vườn hái nó không. Nó canh ăn giờ cứ đủ thứ loại rau hết trơn. Trưa nay nó bụng ăn hơi nhiều. Rồi được rồi. Chưa già không phải không? Ăn lần lần tới già cả hết luôn. Không có dám đốn. Đốn đốn ăn không kịp. Nước chanh này ngon thức. Mát mềm. Dạ. Ở nước, nó mềm. Đi để trong nữa, để 40 kg á, nó mới luyện nhận 40 kg. Dạ. Nắng quá để xanh mệt. Mệt miếng có tiền được. Chân mắt bẻ không mệt, không mệt luôn. Chứ giờ mình thấy có tiền là mẹ khỏe. Cắm được. Dạ có chứ. Gái đừng nói, gái mới ăn con trai đầu tiên luôn quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Có ăn qua à? Có rồi phải không? Có ăn mà ăn cái cọng rau chai nhỏ á. Đợt nào mẹ có nấu cọng rau chai nhỏ chứ mày cọng rau chai này. Nước pha bựng bựng nè. Nó cầm để uống trà.
làm mình làm uống mình trà mấy cái bé chanh à. Cử chưa á? Uống hai bé chanh nhiều quá. Cái này nặng nồi ra uống được. Anh đi bé chanh gì anh nói là uống trà. Dạ, con cảm ơn cả nhà. Để xem hết video với gia đình là con. Hẹn cả nhà mình ở những video sau.